trước nó người ta gọi là nhất dán gì gì đó chị ha, gian đúng không, ví dụ như thế vân vân. Rồi các chị giải thích cho mình một cái trường hợp như thế này nha, tại sao trong trường hợp mà những cái bệnh nhân mà cần phải đi tắm trắng người ta lại truyền glutathione, giải thích được không? Không biết luôn. Mình hỏi một câu này anh chị truyền một lọ glutathione mắc không anh chị? Mắc chứ. Mà truyền xong rồi chưa chắc là có hiệu quả đúng không? Rồi các chị nghe nha. Tôi nói cái như thế này rồi bắt đầu về tự suy nghĩ thêm. Tôi hỏi một câu anh chị nghe nào. Một trong những việc các chị dùng paracetamol có nguy cơ độc không chị? Và độc cho cái gì? Gan. Nếu chị dùng cái liều 10g trên một ngày có nguy cơ dẫn đến tình trạng gì luôn? Tử vong. Không phải suy gan, người ta gọi là hôn mê gan. Vậy một người mà tự độc bằng cái paracetamol là cách mà chúng ta giết người nhanh nhất đó chị. Vậy tôi hỏi một xíu nè, các chị học bên phần dược lý và sinh lý rồi. Việc mà bệnh nhân ngộ độc paracetamol, các chị cho bệnh nhân dùng thuốc gì để giải độc? Các chị không biết điều này hả? Tại vì cái này là cơ bản mà. Paracetamol ở nhà các chị có nhiều không? Nhiều. Và có nguy cơ ngộ độc hoặc tự độc không? Có. Vậy chúng ta giải độc cho bệnh nhân bằng cái gì? Uống cà phê được. Rồi, ai biết không? Cái này là cái cơ bản mà các chị không nắm được hả? Biết không chị? Ở đây các chị học dược lý chứ anh chị? Chưa. Chưa luôn hả? Rồi, các chị như nào? Đây. Paracetamol của chị nha, là một cái thuốc có tác dụng đó là giảm đau hạ sốt. Nhưng sau khi nó qua gan nó chuyển hóa, nó cho thành một cái chất gọi là natriu. Các chị nhớ này ha. Chất này gây độc cho gan. Nhưng may thay sao, nếu cái liều lượng của chị là 10mg trên kg cân nặng, các anh chị uống vào 46 tiếng sau, natriu này được đào thải ra ngoài, không tổn thương cho gan. Và chúng ta dùng para, nếu các anh chị dùng đúng liều và đúng cái thời gian thì có ảnh hưởng gì, cũng có lo ngại gì cho gan không các chị? Không nha. Ví dụ như bệnh nhân đang sốt 39 độ uống viên para 500mg ví dụ như thế, tiếng sau vẫn còn sốt thêm liều nữa đi, được không? Mà chúng ta phải ít cách nhau giãn ra 4 đến 6 tiếng. Vậy có nghĩa là bản chất para không độc, nhưng trong quá trình chuyển hóa thì nó sinh ra natriu độc cho gan. Gan nó chuyển hóa nhưng mà độc lại luôn cho nó, các chị lưu ý không? Nhưng nhờ vào cơ chế đào thải qua mật và đào thải qua thận thì cái natriu này nó loại ra cơ thể của chúng ta. Nhưng nếu các anh chị mà đưa một lượng para một lúc đi vào nhiều như thế thì cái lượng natriu này lớn không chị? Lớn. Vậy cái cơ chế gan nó đào thải như thế nào? Anh chị thấy nè. Gan của chúng ta giống như một loại chức năng của da, nó tổng hợp nên glutathione, được chưa nào? Glutathione ngoài chức năng là chuyển đổi cái melphalanin thành cái dạng eumelanin ra, thì nó còn có một chức năng đó là nó chuyển đổi cái natriu thành một cái dạng không độc, chị nhớ cái này không? Và nó đào thải ra bên ngoài. Vậy nếu như các anh chị mà uống cái lượng para quá nhiều như thế đúng không, thì cái glutathione từ gan không đủ để sản xuất kịp, cho nên cái lượng natriu này nó ứ lại bên trong, gây ra tình trạng tổn thương cho gan. Cho nên lúc này người ta sẽ uống một cái gói thuốc mà ai cũng biết hết. Đó là cái gói thuốc mà nó có hai cái lá phổi ở phía ngoài mà anh chị cho con nít uống nó lông đờm, anh biết không chị? Yeah. Gọi là acemut. Nhưng mà cái thuốc gọi là acemut nhưng thành phần của nó là acetylcysteine, mình gọi nó là natriu. Acetylcysteine. Cái thuốc này anh chị uống vào để làm gì? Một là nó giúp cho đờm lông ra trong cái đường hô hấp mình không nói. Hai, nó sẽ kích thích gan tăng tổng hợp nên glutathione rất nhiều lần. Để qua đó để làm những chị hợp loại trừ cái natriu này đi ra bên ngoài, cho nên mình giải độc được cho bệnh nhân. Vậy câu trả lời là việc các anh chị uống cái acetylcysteine các anh chị ha, thì nó giúp cho chúng ta tăng tổng hợp glutathione. Gói này có mấy ngàn gói thôi. Có mấy ngàn thôi. Các anh chị uống cái này mà cơ thể chúng ta tạo ra glutathione được không? Được. Nhưng mà anh chị đi truyền trắng hoặc anh chị mua viên glutathione cả mấy trăm mấy triệu có không chị? Thì bây giờ có người hỏi tôi rằng bây giờ mình uống cái này được không thầy? Ủa, các anh chị hiểu không? À, mình uống cái đó được không rẻ? Mà mua 10 gói 30 ngàn uống, trời ơi, ra được tay không? Dạ, chắc là có không anh chị? Về suy nghĩ cho tôi xem, bữa sau nó trả lời nha. Nhớ nha, tôi đi truyền trắng hoặc là tôi uống cái viên glutathione á, thì nó giúp cho xe. Tôi nói thẳng một câu, sáng rõ luôn cho anh chị đó. Nhưng mà anh chị phải dùng thường xuyên nha, để chúng ta cân bằng cái melanin đúng không nào? Tôi uống gói này cũng được nè. Nó cũng tạo ra tăng cái một cơ chế của gói này vừa long đàm nha, vừa long đàm. Long đàm là gì? Đàm là một khối protein chúng ta không tống ra được. Anh chị uống cái này vào, nó làm cho khối protein nó tan ra, nó long đàm ra, được chưa? Là chúng ta dễ ho khẹt hơn. Đó là vai trò chính của nó, nhưng vô tình nó có một cái vai trò đó là tăng tổng hợp glutathione để làm trắng da. Vậy tôi hỏi một câu, cái vai trò của cái này có phải là chính để làm trắng da không anh chị? Nhưng mà người ta họ lợi dụng cái vai trò phụ của nó để giải độc para thôi. Các anh chị lưu ý cho mình điều này ha. Cho nên thành thử ra, anh chị về nghiên cứu lý do tại sao người ta không dùng nắc này để làm đẹp. Tất nhiên làm đẹp được đó.
nhưng mà tại sao không dùng? Về coi lại nha, được chưa? Ví dụ như thế. Chắc không hiểu gì quá. Rồi bây giờ chúng ta đi vô công tác đó là nội dung vệ sinh, các chị lưu ý ha.